khu văn hóa du lịch Bà Ôm nè cả nhà. Đây, đây là đường vô nè cả nhà. Đây, đây là tới rồi nè. Đây ngoài ngoài qua đây thì có mấy cô đồ bán nước đồ rất là nhiều nè. Thì giờ mình muốn vô thì mình chạy lên thôi. Đây. Khu di tích quốc gia Danh Lâm Thắng. Đó, khu di tích quốc gia Danh Thắng A Bờ Ôm nha cả nhà. Đấy, mời cả nhà chiêm ngưỡng ao Bờ Ôm. Đây, ao Bờ Ôm đây cả nhà. Đây là hình vuông nha cả nhà. Đó, ở dưới đây thì có sen. Ở đây thì có rất là nhiều người đến đây để người ta chụp ảnh cưới nè cả nhà. Đó, chụp hình kỷ niệm nữa ha, áo dài. Đó, ở đây thì xung quanh thì có rất là nhiều mấy cái cây lớn rất là đẹp luôn ha. Đó, thì ở Trà Vinh thì chắc cũng không ai xa lạ rồi, ai cũng biết cái địa điểm này rồi. Tài đi hồi chắc 1 năm 2 năm trước rồi cả nhà nay. Và xíu nữa thì Tài sẽ dẫn mọi người qua bên cái chỗ chùa nghe cả nhà, chỗ chùa mình nói ha. Hiện tại là 10 giờ 30 sáng cả nhà. Nhưng mà ở đây hôm nay thì kiểu như ông trời thương hay sao cả nhà. Thì trời không có nắng nha. Đó. Trời không có nắng luôn. Đó. Gió rất là nhiều. Và ở đây thì có ở trong một bộ phim là mới quay ở đây nè cả nhà, mới chiếu hồi Tết nè. Đó, đối với nhà bộ phim gì ha. Đó, đây có mấy chị đồ chụp áo dài đồ quá trời đẹp. Đó, màu vàng. Đội nón lá nữa cả nhà. Trời. Lẽ lại xin quay phim. Thì người ta muốn bán. Ở đây xung quanh cả nhà thì ta thấy là khách du lịch mấy cái đoàn chụp hình đồ người ta cũng tới đây nhiều, thì người ta có buôn bán nước đồ ha. Nói nước là đó ha. Đây cả nhà, trời nóng nực thế này không thể thiếu ha. Đó, một ly đá bào nha cả nhà. Đây đó của chị. Đá bào ao vuông nha cả nhà ơi, ao vuông Trà Vinh nha. Đó, ao vuông Trà Vinh luôn. Mà có cái tên nữa, ao vuông Trà Vinh luôn. Đá bào quay 110. Mà có cái tên đá bào tuổi thơ luôn. Ủa chị bán đây lâu chưa chị? Dạ em bán, nói chung là em cũng bán được mực năm mấy rồi. Nhưng mà mấy chị em mà bán dạo ao vuông này thì nói chung là lâu lắm rồi. Dạ. Còn em thì em Út mới ra nghề. Dạ. Chị, ở đây mà thường thường chợ bán là chị nhớ là ngày chợ bán bao nhiêu ly không? Nếu mà khách đông như thứ bảy chủ nhật á, dạ, thì... ngày ngày đó thì em cầm được 1 triệu mấy.
là bao nhiêu, này là bao nhiêu một ly? 1 ly 10 ngàn. À, 1 ly 1 ngàn. Dạ, 1 ly là 10 ngàn. Trời ơi, hay ghê trời, chị vậy, chị hay ghê. Để nói đồ ngày chị bán cho 1 ngàn mấy ly chết luôn à. À, mình đang chiêu chị á. Đó. Làm em ly cho em vậy đó chị. Một ly vậy là 10 ngàn hả? Một ly vậy là 10 ngàn. À. Cái đó là thập cẩm đúng không? Không, không, nó bào này nhiều màu sắc thôi. Thập cẩm là người ta bỏ thạch này kia nữa. Là ly ở đây, cái chị kia bán tới 20 ngàn là có thạch. Cái màu, không thể vậy được rồi. Dạ, tại vì khách du lịch đó đa số là khoái đang nó bào thích hơn như hồi xưa vậy đó. Dạ, dạ. Bào xin vô cửa là được. Hồi xưa một khoảng 1 năm 2 năm về trước là em tới đây á, là chưa có buôn bán gì đâu. Em thấy vắng tanh à. Rồi sao hồi xưa là bán ở dưới anh có giỏng có đồ. Dạ, là dạ. Khoái lắm. Dạ. Rồi sau này không biết sao nữa không cho bán ở dưới, rồi mấy chị mới chạy cho xe bán lưu động thôi. À, cho bán lưu động. Có bàn có ghế gì hết trơn á, là chị tụi em là bán lưu động trên dạ. Xe mới cho bán, còn như mà để bàn để ghế là không có cho bán. Dạ. Nên là chỉ là được để trên xe chạy bán lưu động mà. Dạ. Tính về chị cho đó. Cho luôn, chị tính tiền đã bàn thôi. Đây cả nhà, ly của mình. Đó. Một ly 10 ngàn. Chị tính gì chị? Em tính nhớ. Chị nhớ. À, à, ăn lá bào rồi nhớ, mà nhớ chị á nha. À, đó. À, cả nhà tới ao bơm. Đó, thấy chị này quen quen rồi nhớ ủng hộ chị nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi giới thiệu cả nhà ha, thì ngay chỗ ao bờ hôm thì có một cái chùa cả nhà, chùa Ân ha, Khmer nha cả nhà. Chùa rất là đẹp nha cả nhà. Công trình nó rất là đẹp luôn cả nhà. À. Cái này nè là nó hay có cái là để vô tủ lạnh ăn rất ngon, để ngày hôm nay 3-4 ngày vẫn ăn được. Cái biết nó sực cái nó không có cái đấy. Với thầy cá hồ mà không biết có cá không cả nhà. Chỗ này chỗ để xe, khu vực để xe nè. Nè, cái bánh nếp than cho anh em không thử nếp cho cô biết đi. Alo. Ăn rồi. Ngay chùa nè, đang quay nè.
hơn được. Rồi rồi rồi. Thì ông ăn xong ông qua được rồi đó, tôi sắp xong rồi. Không, ý là sẵn tôi ở đây tôi quay thôi, còn đi chỗ khác đây, đi ví dụ kiếm chỗ nào chơi không được. Quán chiêu chiêu á. Ừ, nước đồ á, ngồi nghỉ ngơi. Ừ. Chùa rất là đẹp. Đang làm mình đấy rồi cả nhà, tới album nhớ vô tham quan chùa nha cả nhà.